Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì hôm nay mình có mượn được cu em cái lick ân xá cầm đi chơi các ông ạ. Để xem là phản ứng của các thanh niên mà khi mà gặp cái lick ân xá đấy như thế nào nha anh em nhé. Anh em nào mà có những cái ý tưởng nào mới về cái lick ân xá này hay là cái tên ân xá này thì anh em cứ comment ở phía dưới clip để mình từ từ mình thực hiện. Đó. Cầm cái lick ân xá này đi, phải đi chôn, đi bắn hay như thế nào ấy. Cho nó hài hước một xíu. Hôm nay là clip đầu tiên làm về cái lick ân xá này. Mình sẽ bắn một trận để là thử đòn các thanh niên xem là. Hôm nay sẽ không giáp, không item gì cả các ông ạ. Bắn AWM thôi. Tại vì cái lick này thực chất ra thì nó cũng không có súng gì cả. Được mỗi khẩu AKGB với lại con AWM. GB thì không còn tí nào anh em ạ. À, AWM thật. GB không còn, súng không còn, còn đúng mấy khẩu em vớ vẩn, phiếu đổi thưởng không còn. May cái lúc em mới đưa cho mượn cái ạc này thì là nó còn được hình như là hai mấy hay ba mấy nghìn GB ấy. May quá lại quay ra được cái hồi sinh nhanh với lại cái gỡ bom nhanh, không là cũng toang vỡ mồm con chó luôn. Cứ ép rào thôi, ép rào mà chiến đấu thôi. Tem bên kia có vẻ không đi rào thì phải. Khói ở xe này, chắc chắn là xe của thằng. Ưu. Ngồi kê ở đấy luôn đó hả? Đâu rồi. Gỡ mặt thật. Đồng đội đây nào rồi kìa anh em, F3 đây, F3 đây. Ôi ôi ghê vậy. Ba ông để một ông ra bắn ghê đấy. À, C4 rơi ở chỗ khó rồi các ông ạ. Tầm này mà không giáp thì không giáp mình rất ít khi mình bắn trực diện. Bắn trực diện cái tỷ lệ toang rất là cao. Rào này. Trời ơi. Yếu lắm rồi. Ô, thế mà không hết sọt kìa. Vô đầu lên. Đùa thanh niên này. Không solo nữa à? Yếu rồi mà không solo nữa. Như có thằng ở nhà mình hay sao á? À, đeo đầu rồi, rơi quả C4 là cái thằng tanker kia nó cầm chứ. Không biết là nó yếu chưa. Vì mình bắn sượt một viên 46 nhưng mà lại không trúng ấy. Thành ra là hơi lom rom. Biết ngay mà. Nó cứ nhấp nhấp vào ngay cái dốc ấy khó bắn lắm. Phải bắn ở cự ly xa. Giao tiếp anh em ơi. Tem nó đi A đâu có mấy đâu. Có một hai men đi A à. Ép được cái A này lên thì ngon này. Mỗi chỗ lúc hoài. Mỗi chỗ kê hoài anh em ạ. Thế mới bướng chứ này. Ở long A còn một nhá. Đấy ở dốc A đấy, chỗ thùng 3. Rồi. Tôi cũng định lên lên A lắm nhưng mà lên một mình. Sợ là mình chết trước lại ngồi xem anh em bắn. Ra là thôi cứ thủ ở rào anh em ạ. Đợi anh em nó lên thì mình lên. C4 rơi nhà kìa. Rồi. Thằng sniper ở đấy à? C4 lên đây này, C4 thủ nhà kỹ vãi cả đái các ông ạ. Ôi giời. Mẹ tôi tưởng ở đầu ca cơ, mấy ông này chết không báo gì cả. Khả năng cái tem này là khó win rồi.
Tem này rất là khó win luôn. Nhìn thấy chết có anh em nào báo đâu. Chả mỗi ông nào chat, chả là mỗi ông nào ý ới cả. Mạnh thằng nào thằng ấy bắn. Chết thì thôi. Rào găm kia. Vỡ đầu rồi. Gắt quá nhờ. Chết thì báo lên câu cho anh em nhá. Chết suy mỉm mỉm vậy. Bắn này không đi A nữa anh em ạ. Phải sang B thôi. Nhà B có, nhà B có. Ôi rút khẩu lục ra để cover thôi. Định đáp quả flash nhưng mà sợ nó lộ vị trí. Từ từ đã bạn ơi, hết khói rồi vào. Chỗ B có. Không phải thằng này, còn thằng khác cơ. Còn thằng khác cơ. Thằng ấy còn dòng cầm con nhân vật đi lúc bổ gôn thì sao ạ. Địch mệt. Ê, vào hẳn trong tường rồi vẫn chết vãi cả trường ạ. Ghê vãi đái. Quái là mình lo lát không ra đạn được. Rõ ràng bấm đạn rồi nhưng mà đạn không ra. Nên là mình phải dạt vào tường. Ra sau tường nhưng mà vẫn chết. View ảo thật. Địch hút được quả đấy mới điêu chứ. Ra đầu xem kia. Mạnh nó chạy về rồi. Thằng này lúc sau xe này. Cái A này anh em không ép nhiệt mấy. A này bên mình không ép mà bên họ cũng không ép. Bên họ là thế thủ. Thành ra là mình không ép lên được. Ra đây, ra lại đây. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây với tôi. Chơi kỹ nha, chơi kỹ nha. À, đéo có C4 này anh em ạ. C4 lên A này. Móc rào. Rồi ok rồi. Giao tiếp, giao tiếp. Nó bắn mình, nó bắn tù mù thôi mình cũng mất lửa bình. Sợ thật. Ôi. Mấy ông này ra rào lại chạy về để mỗi mình ở rào rồi. Về thủ hết ở nhà. Đùa ấy, bắn mình bắn mấy cái map này kể cả như kể cả là bắn tay hay bắn sniper không ạ? Kể cả map hội hoa đăng này là map chạm vào sóng. Mẹ cứ bắn BL mình nhìn mấy ông thủ xong mình nhìn ngứa mắt vãi cả trường. Nó bắn thủ nó vừa lâu và nó lại không hiệu quả, các bạn hiểu không? Đó, chết hết rồi. Thằng móc nhà này. Ôi, đánh liều quả lúc vào thùng này rồi. Tôi định thủ trong rào nhưng mà thôi lỡ về đây rồi. Tôi định mệt, nó vẫn còn check ở đây ạ. Thế mà đồng đội nó không báo là ở trong rào mà nó lại check ở đây nữa. Cũng là người tính không bằng trời tính. Mình định lúc ở góc ấy để mình nó đi qua là mình bắn. Ai ngờ nó vẫn check. Nếu phải như là bên mình full sleep hay sao anh em ạ? Bên mình full sleep.
thằng nào ra đây nhỉ? Bắn chắc lại, không thể chết những cái pha ngu người như thế nữa. Bắn gì mà ba ông ở nhà để thằng Sniper nó bắn. Toàn thật. Đấy, chiếm được xe A rồi mà C4 không có đâu ạ. Lỗ A1. C4 chạy nhanh chân lên bạn ơi. Ok, hơi mỏi tay rồi đấy. C4 luôn đây. Gầm á. Thì mày vừa mới thả gầm thôi, đéo ai. Ai cả trưởng ạ. Chịu ấy, mẹ vừa mình mới thả gầm xong lại báo gầm vãi cả trưởng ạ. Mình canh gầm lấy giờ không thấy thằng nào ông báo gầm ạ. Mày làm nó nhảy lỗ A nó bắn chứ. Cứ một mình một cái rào rồi không ạ. Chơi lớn. Xe không thể nào ra nhỉ. Cần lắm một ông tanker đẩy cái rào cùng với mình. Thoát chứ. Ôi giời, nhìn nhẹ, chết nhanh vậy. Đùa. Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại cái heo ông chí hẹo luôn ạ. À. Xuống gầm không? Bắn nó à. Cái định mệnh nó cũng là móc rào ạ. À. Tem đuối quá. Không gánh được. 0319292927. Chịu. Mà ông này bắn như botkin vậy. Rào nó không đi rồi, chắc là nó bên kia nó FB rồi. Nhà. Rồi. À, tôi chỉ máu liều luôn các ông ạ. Cầm Sniper đẩy luôn. Dốc còn một. Nhấp mà. Luôn đây. Nhô. Nhô với tôi à. Trời ơi thơm của tôi tớt. Thận lước vẫn còn. Thử nha. Nguy cơ là lúc ở nước B lắm. À đây rồi. Nhà B các ông ạ. Lỗ không có ai. Canh sẵn à. Ông đi phốt làm cái bộp cái trong nhà B tôi chẳng ngoài anh ta tôi bắn cho. Kêu mình canh sẵn với vãi trưởng. Rào này rào này. Định mệnh mình cứ không ra rào cái là mấy ông này lại cũng không ra rào luôn. Mình hồi sinh ở chỗ nhà hồi sinh gần là... Không hồi sinh gần là rào.
mấy ông này mẹ đéo thấy ra rào là cũng đéo ra luôn. Nó lúc thùng này thằng, nhân vật Athena đó anh em thấy không, bung lụa. Ồ oh, không bung lụa à? Mẹ ăn có bom chí thế mà thằng này yếu lắm rồi đấy, đi đâu có kìa, không chết kìa, ai bắn thế mà có 71 máu. Thần này làm gì trong đây vậy? Ui, soi máy à? Ai soi? Cái này bên tôi còn 111, 211 các kiểu này, tôi còn chả kích cái này. Mấy ông top cuối bên mình hình như là chơi cùng với nhau hay sao ấy. Chơi đéo thì toàn 112 rồi 211 các kiểu. Mình ông gánh được, cô gánh bằng răng. Rào rào. Tiếp mấy ông này ép láo thế. Dốc nhà nó này. Đây rồi. Cửa bít này có một thằng ở lỗ A, có một thằng lỗ A. Ra 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 để tôi chạy cho móc HL nhanh. Để về canh cái A cái. Trời ơi. Có cả thằng cho HL luôn. Chán thế nhở. Mình tham quá, mình định bắt cái thằng ở lỗ A. Vẫn còn có ông thủ trong HL. Nhìn cái tem mình chán quá. Chịu ơi. Mấy ông này bắn như botkin vậy. Lào là 05 112 211 29. Rồi. Chịu. Chịu rồi. Cảm giác cái gì kiểu 1 bắn 8 ấy các ông ạ. Khó đỡ. Đó, tem nhìn kìa. Treo rồi. Chạy linh ta linh tinh. Rào có này. Trời ơi, tem lủng hết rồi còn đang cận chiến kìa. Đùa. Xong. Đây có giống như kiểu là 1 bắn 8 không hả anh em? Tôi định mệnh, đang định rút quả flash ra, nó lại đi ra chứ. À, mình đang định rút quả flash ra, mình lém vào rào để mình ép lên rào, nó lại đi ra. Trùng hợp thế nhở. Mình HL chết luôn. Rồi xong. Thua, 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 thua. Không đỡ rồi, nó bom bi rồi. Tìm tôi này, tìm tôi này. Ấy. Đi cận chiến á. Mơ đi bạn ơi. Mẹ rào vẫn còn này, C4B mà vẫn còn rào ạ. Mẹ cả đằng sau. Thua. Không đỡ được. Em mày chịu ấy. Ồ, có lẽ là clip mình cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những clip sau. Anh em xem clip mà thấy hay cũng như là có cảm tình thì anh em có thể là like và chia sẻ ủng hộ cho Điệp nhá. Còn anh em nào mà chưa có ạc thì có thể là truy cập vào shop linh rẻ 24h.com. Đây, shop linh rẻ 24h.com để anh em mua cho mình một ạc. Anh em mình có thể chơi với cái góc độ gọi là công khai, không phải mượn hay là không phải đi xin ai cả. Ở trong shop này thì có rất nhiều các loại lick, loại giá học sinh ưu đãi từ 20.000, 50.000, 100.000 rất nhiều. Và rất nhiều súng xịn sò luôn. Cho nên anh em cứ thỏa sức vào đây nhá. Ở trong đây có cả vòng quay may mắn này công này. Đó. Thôi có lẽ là clip mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.